đường đi lễ xuân đầu còn đây mai mai đây mai đây đặt hơi chụp hình cho nên rảnh lắm không biết mà được không gì thầy à ôm là phải ôm gì chứ không phải không ôm kiểu kia để đi đẹp không đẹp sao trên đường đi lễ xuân đầu qua một năm rồi rối tầm trẻ trung lại những điều thôi có bị lòi cái gì không lấy tới lấy đồ không.